Ngày 1 tháng 7 vừa qua, tuyến cao tốc Hà Nội - Hải Phòng đã chính thức áp dụng việc thu phí tự động trên toàn bộ các làn ra vào cao tốc. Nhằm tiếp tục triển khai hệ thống thu phí không dừng ở các tuyến cao tốc khác, tại thông báo số 186 của Văn phòng Chính phủ đã chỉ đạo Bộ Giao thông Vận tải và các địa phương phải đẩy nhanh việc lắp đặt các làn thu phí không dừng để triển khai thu phí điện tử đồng bộ trên toàn quốc kể từ ngày 1 tháng 8 năm 2022. Cụ thể, thông báo số 186 nêu rõ, Bộ Giao thông Vận tải và các địa phương tập trung chỉ đạo các nhà đầu tư nhanh chóng hoàn thành việc lắp đặt các làn thu phí còn lại trước ngày 31 tháng 7 năm 2022 để triển khai thu phí điện tử đồng bộ trên tất cả các tuyến đường cao tốc từ ngày 1 tháng 8 năm 2022. Tổng công ty VEC cần tập trung thực hiện các biện pháp để đẩy nhanh tiến độ lắp đặt các làn thu phí còn lại, huy động nhân lực, thiết bị, cải tiến phương pháp triển khai, phối hợp chặt chẽ với công ty trách nhiệm hữu hạn thu phí tự động VETC hoàn thành toàn bộ công việc lắp đặt, vận hành thiết bị thu phí điện tử không dừng tại các trạm thu phí trước ngày 31 tháng 7 năm 2022 như đã cam kết. Như vậy, nhiều khả năng từ ngày 1 tháng 8 năm 2022, tất cả các tuyến cao tốc trên cả nước sẽ dừng hình thức thu phí thủ công và chuyển sang sử dụng đồng bộ hệ thống thu phí tự động. Do đó, các phương tiện không dán thẻ đầu cuối, tức thẻ ETC, sẽ không thể đi vào cao tốc từ ngày 1 tháng 8 năm 2022. Vì vậy, để di chuyển thuận tiện trên các tuyến cao tốc trong thời gian tới, các tài xế cần thực hiện ngay hai việc sau đây trước ngày 1 tháng 8 năm 2022. Thứ nhất, nhanh chóng dán thẻ không dừng ETC. Sang tháng 8, nếu muốn lưu thông trên các tuyến cao tốc, các phương tiện bắt buộc phải dán thẻ thu phí tự động ETC. Hiện nay, bạn có thể thực hiện việc gắn thẻ thu phí không dừng tại các đơn vị đăng kiểm xe cơ giới tại lần kiểm định gần nhất hoặc các đại lý do nhà cung cấp dịch vụ thu phí ủy quyền hoặc ngay khi qua trạm thu phí ETC. Ngoài ra, bạn cũng có thể đăng ký dịch vụ dán thẻ ETC tại nhà đối với thẻ ePass của Công ty Cổ phần Giao thông số Việt Nam hoặc thẻ eTag của Công ty Trách nhiệm hữu hạn thu phí tự động VETC. Hai loại thẻ này tuy khác nhau ở đơn vị cung cấp, nhưng đều có giá trị sử dụng như nhau khi đi qua cao tốc. Hiện nay, cả thẻ ePass và thẻ eTag đều đang áp dụng chính sách hỗ trợ miễn phí dán thẻ thu phí tự động cho khách hàng lần đầu kích hoạt tài khoản thu phí không dừng. Đối với khách hàng dán thẻ lần 2 trở đi thì sẽ bị thu phí với mức 120.000 đồng một thẻ. Nếu không dán thẻ thu phí không dừng mà cố tình điều khiển ô tô đi vào cao tốc, bạn sẽ bị phạt 2 đến 3 triệu đồng, đồng thời còn bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 1 đến 3 tháng. Việc thứ hai mà các tài xế có ô tô cần làm đó là nạp đủ tiền cho tài khoản thu phí không dừng trước khi qua cao tốc. Nếu chỉ dán thẻ ETC thôi thì các phương tiện cũng chưa đủ điều kiện để lưu thông trên các tuyến cao tốc thu phí tự động. Sau khi kích hoạt tài khoản, các tài xế còn phải nộp tiền vào tài khoản thu phí. Hiện nay, có rất nhiều cách để chủ xe có thể nạp tiền vào tài khoản thu phí tự động, như nộp tiền tại các điểm cung cấp dịch vụ dán thẻ ETC, chuyển khoản ngân hàng, nộp tiền vào ứng dụng hoặc trên website ePass, hoặc thanh toán qua app Momo, Viettel Pay. Lưu ý, mỗi tài khoản thu phí có thể sử dụng để chi trả cho nhiều phương tiện giao thông khác nhau, nhưng mỗi phương tiện chỉ được nhận chi trả từ một tài khoản thu phí không dừng. Nếu xe của bạn có dán thẻ thu phí tự động, nhưng số tiền trong tài khoản thu phí không đủ để trả phí khi qua làn tự động ETC mà vẫn cố tình đi vào, thì bạn sẽ bị phạt từ 2 đến 3 triệu đồng, đồng thời còn bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 1 đến 3 tháng. Trên đây là những thông tin mới nhất liên quan đến việc triển khai thu phí tự động và những việc tài xế cần làm để lưu thông thuận tiện trên cao tốc. Để không bỏ lỡ các video hữu ích khác đến từ Luật Việt Nam, đừng quên bấm đăng ký kênh và bật chuông thông báo bạn nhé!